Rồi xem cảnh máy mình xuống phà luôn nha các bạn. Mới vừa cắt lúa ở trong vuông xong. Rồi đây là thành quả của mấy anh em mình. Giờ là tháo vỉ cầu. Rồi giờ chắc lúa vô bãi. Rồi các bạn chắc là bên đây nè các bạn. Để chút ghe lại cân luôn. Đường bắt để máy cậu đi nè các bạn, với máy cắt mình đi nè, máy cậu chạy chút xíu à, xịn bùng không. Nơi đây là khu chắc lúa, chắc sáng mai ghe mấy cân nha các bạn. Rồi đây là bãi chắc lúa luôn các bạn ơi. Cuối cùng cũng đã chinh phục được cái khu ruộng này để mang lúa vô nhà. Rửa những sợi dây xích nha các bạn. Xịn đất không? Tiết hình khuyên nhỉ xuống trước. Rồi mới cho máy cắt xuống nha. Dĩ dời lắm các bạn ơi. Vừa dài mà vừa nặng, vừa cong. Bốn người khiêng thấy cũng mẹ làm đó chứ.
Còn cắt nó nhậu vậy? Còn chị 5 công nữa. 5 công rồi, có về mấy đâu không? Chạy nhà anh đẹp. Dạ. Rồi xong, chuẩn bị cặp chẹt vô. Ồ, còn cặp nhỏ nữa nè. Này biết được công mấy bao nữa. Lúa không tịch, vệ sinh đường lại. Này biết công nhiều được mấy bao không? Cái này có đếm thử công mấy bao không anh? Công 20 hả? Vậy là trúng rồi chứ bộ, giống này. Ở đây giống này với giống ST là chủ yếu. Mà giống này không làm bằng ST đâu các bạn ơi. Cái này ta ST 25 là hai mấy bao không? 45 bao là bình thường. Bình thường là mình thấy 22 bao, 23 bao, 24 là có mấy chỗ là 24 bao luôn. Đây đất vuông tôm nha cả nhà. Chờ tài xế xuống máy cắt chứ. Xuống máy này chuẩn bị xuống rồi. Rồi tài xế máy cộ xuống giùm luôn. Gạt khói đèn. Đây anh em không có nệ công việc nha, thấy việc là làm nghe không ạ.
tài xế thì phải xuống khéo các bạn. Ồ, cái giọt đồ của kìa, cái đồ như cái chiếc xe tải không các bạn, xe Honda mà chở nhiều như xe tải vậy. Theo mấy cậu các bạn, mùa này mùa cắt lúa nên bán bánh mì bánh bao dọc đường này là vừa lắm đấy các bạn. Mỗi lần xuống phà ở đây là muốn thoát tiền. Rồi xong pin. Rồi đốt chén luôn. Là ngày cắt năm công đó hả? Cắt năm công đó. Sao mà? Gần đây gì vậy? Dạ. Thôi vậy đi theo anh em cắt thêm năm công nữa nha các bạn. Thôi mình bắt đầu lấy xe đi rồi các bạn ơi. Anh em cũng tiến hành nổ máy rồi. Xem cái máy ủi này đi sao nha. Nổ không? Rồi anh em mình đi luôn nha các bạn. Quá dữ. Thôi mình cũng kết thúc video này tại đây nha các bạn ơi. Để mình chạy lên trên kia, mình sẽ đón anh em